Thai nhi bị ảnh hưởng như thế nào khi mẹ bầu bị thiếu ngủ? Giấc ngủ của mẹ bầu rất quan trọng. Những thói quen xấu như ngủ trễ, ngủ quá ít hoặc bị mất ngủ khi mang thai đều ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi. Vậy, sức khỏe của mẹ bị ảnh hưởng ra sao khi thiếu ngủ? Thiếu ngủ hay mất ngủ khi mang thai đều khiến cho bà bầu cảm thấy không tỉnh táo, dễ rơi vào tình trạng ngủ gật khi đang làm việc, dễ bị kiệt sức hoặc vấp ngã khi đi lại. Và nếu thế, em bé sẽ bị ảnh hưởng lớn hơn nhiều. Thức khuya khiến cho não bộ của thai phụ cảm thấy mệt mỏi, não bộ không được phát triển hoặc hồi phục một cách đầy đủ, dễ thiếu hụt vi chất. Do đó, các mạch máu não bị căng thẳng kéo dài. Một số triệu chứng như đau đầu, mất ngủ, khó chịu có thể gây ra hội chứng tăng huyết áp thai kỳ. Những thai phụ ngủ ít hơn 6 tiếng trong những tháng cuối của thai kỳ có khả năng khó sinh, phải sinh mổ và quá trình sinh nở cũng diễn ra lâu hơn so với những thai phụ được ngủ nhiều hơn 7 tiếng mỗi ngày. Bé chịu thiệt thòi thế nào khi mẹ bầu bị thiếu ngủ? Thứ nhất là con sinh ra bị chậm phát triển. Thông thường thức khuya sẽ phá vỡ nhịp điệu đồng hồ sinh học, gây rối loạn hormone tăng trưởng thùy trước tuyến yên, do đó ảnh hưởng tới sự tăng trưởng và phát triển của thai nhi, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến việc kìm hãm tăng trưởng. Nếu tình trạng mẹ bầu ngủ muộn kéo dài cộng với sự thiếu hụt dinh dưỡng thì điều này sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi, trẻ sinh ra có thể bị chậm phát triển và nhẹ cân. Thứ hai là con sinh ra hay quấy khóc. Khi thai phụ thức đêm thì nhịp điệu đồng hồ sinh học của trẻ cũng thay đổi theo người mẹ và trở thành thói quen. Mẹ thiếu ngủ, mệt mỏi cũng sẽ ảnh hưởng tới đứa trẻ trong bụng. Trẻ sinh ra luôn tức giận hay khóc và thường tỏ ra khó chịu. Rất có thể tính cách của con như vậy chính là do ảnh hưởng từ thói quen ngủ muộn của mẹ. Thứ ba là con sinh ra bị thiếu máu. Khoảng thời gian từ 23 giờ đến 3 giờ là thời gian thuận lợi cho sự tạo máu trong cơ thể. Nếu thai phụ ngủ muộn thì vô tình sẽ làm lãng phí đi quá trình tạo máu tự nhiên và điều này không tốt cho sức khỏe của thai nhi trong bụng. Đồng hồ sinh học của trẻ được thiết lập từ khi còn là bào thai trong bụng mẹ. Chính vì thế, việc mẹ thức khuya dậy sớm cũng sẽ ảnh hưởng tới bé. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng người mẹ thường xuyên thức khuya chơi đêm sẽ sinh ra những đứa trẻ có xu hướng ngủ đêm ít hơn và khó tính hơn. Mẹ bầu đi ngủ đúng giờ và có giấc ngủ đêm đầy đủ sẽ giúp cho trẻ sau khi chào đời có thói quen ăn ngủ giống như bố mẹ. Sau đây là 9 cách chúng tôi mách cho mẹ bầu bị mất ngủ, nhanh sâu giấc và không ảnh hưởng tới thai nhi trong bụng. Rất nhiều bà bầu bị tình trạng mất ngủ trong suốt thời gian mang thai, điều này rất ảnh hưởng tới sức khỏe của cả mẹ và bé. Hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân và khám phá các phương pháp chữa trị cho bà bầu bị mất ngủ. Thứ nhất, chúng ta cùng tìm hiểu nguyên nhân tại sao bà bầu hay bị mất ngủ. Thứ nhất là do hay đi tiểu đêm. Trong quá trình mang thai, người mẹ phải bổ sung thêm lượng máu lớn cho thai nhi phát triển. Chính vì điều này, thận phải làm việc nhiều hơn để tăng thể tích cho cả mẹ và bé. Do quá trình lọc máu nên sẽ tạo thêm nhiều nước tiểu, khiến cho bà bầu đi tiểu nhiều hơn, nhất là vào ban đêm. Khi thai kỳ càng lớn và tử cung sẽ dần giãn nở, điều này cũng gây áp lực cho bàng quang, dẫn đến người mẹ đi tiểu nhiều lần hơn kể cả ban đêm hay ban ngày. Đặc biệt, nếu thai nhi hoạt động nhiều vào ban đêm sẽ khiến cho bà bầu bị mất ngủ do phải đi tiểu nhiều lần hơn. Thứ hai là do nhịp tim tăng. Khi nghiên cứu các cách giúp chữa chứng bà bầu bị mất ngủ cả đêm thì một nguyên nhân nữa là do nhịp tim tăng trong quá trình mang thai. Để bơm máu nuôi cả mẹ và thai nhi, tim sẽ làm việc với công suất nhiều hơn bình thường nên sẽ làm cho giấc ngủ của bà bầu bị ảnh hưởng hơn rất nhiều. Thứ ba là do khó thở. Trong quá trình thai kỳ, lượng hormone gia tăng nhiều sẽ làm cho hệ hô hấp hoạt động trở nên khó khăn hơn. Hơi thở của bà bầu sẽ nặng nề và sâu hơn bình thường để lấy đủ oxy. Khi thai càng lớn, khi tử cung giãn nở sẽ chiếm lấy nhiều diện tích và gây áp lực lên cơ hoành nằm dưới phổi. Điều này sẽ làm cho bà bầu cảm thấy khó chịu và ít nhiều gây ảnh hưởng tới giấc ngủ. Thứ tư là do chuột rút chi dưới và đau lưng. Một số trường hợp trong thời gian mang thai, bà bầu hay gặp tình trạng chuột rút chi dưới vào ban đêm. Khi có bầu, cơ thể người phụ nữ sẽ tiết ra hormone retarsin sẽ giúp cho việc chuẩn bị sinh con. Tuy nhiên, loại hormone này lại gây ảnh hưởng xấu tới dây chằng của cơ thể. Đây chính là nguyên nhân gây ra tình trạng chuột rút chi dưới và nhất là đau lưng ở những bà bầu. Điều này làm ảnh hưởng rất lớn tới giấc ngủ của bà bầu. Thông thường, tình trạng chuột rút xảy ra nhiều lần trong đêm nên giấc ngủ của bà bầu không được ngon và không thể ngủ lại như bình thường được.
Thứ năm là trứng ngợ nóng và táo bón. Trong quá trình mang thai, hệ tiêu hóa của bà bầu sẽ hoạt động hơn mức bình thường. Nhưng bên cạnh đó, bà bầu lại ăn quá nhiều loại thức ăn. Chính vì thế, thức ăn sẽ đọng lại trong dạ dày cũng như trong ruột non lâu hơn. Đây chính là nguyên nhân gây ra tình trạng ợ nóng và táo bón. Trứng ợ nóng và táo bón này sẽ bị nặng hơn khi thai kỳ càng lớn, khi tử cung giãn nở và gây áp lực lên ruột già cũng như dạ dày. Điều này càng khiến cho bà bầu bị mất ngủ hàng đêm và ảnh hưởng ít nhiều tới sức khỏe của cả em bé. Thứ sáu là vị trí ngủ. Việc phải mang trong mình một em bé đang lớn dần sẽ khiến cho bà bầu cảm thấy rất nặng nề. Điều này cũng làm khó khăn trong việc có một vị trí ngủ ngon nhất. Bạn sẽ không được nằm áp bụng hay nằm ngửa bụng thoải mái như trước đây. Hầu như những tư thế ngủ khác cũng làm cho bà bầu cảm thấy không được thoải mái. Hãy lựa chọn tư thế ngủ tốt cho con, dễ an giấc ngủ và thử nghiệm để cải thiện sức khỏe của bản thân. Thứ bảy là chuyển động của em bé. Nếu bà bầu đang có một giấc ngủ ngon, như em bé trong bụng cứ hoạt động và chuyển động cũng sẽ đem lại sự khó chịu dành riêng cho các bà bầu. Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây nên triệu chứng khó ngủ ở phụ nữ đang mang bầu. Vậy, cách chữa mất ngủ ở bà bầu như thế nào? Thứ nhất là hạn chế uống nhiều nước trước khi đi ngủ. Khi đã tìm hiểu được những nguyên nhân gây nên tình trạng mất ngủ hay khó ngủ ở bà bầu như trên, thì bạn cũng có thể tìm được những cách chữa trị đơn giản và hiệu quả nhất qua các cách giúp cho bà bầu ngủ sâu và ngủ ngon giấc một cách hiệu quả. Với tình trạng tiểu đêm thường xuyên gây ảnh hưởng tới giấc ngủ của bà bầu, thì cũng có thể lưu ý không nên uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ. Bạn nên cân đối uống đủ lượng nước cần thiết vào ban ngày và giảm lượng nước uống vào trong ban đêm, nhất là khoảng thời gian trước và sau khi đi ngủ. Điều này sẽ giúp cho bạn hạn chế tình trạng tiểu đêm và giúp cho giấc ngủ của bà bầu được ngon và sâu hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đặt một chiếc bô nhỏ ngay tại giường ngủ để có thể thuận tiện cho quá trình đi tiểu và không gây mất thời gian quá nhiều cho việc đi tiểu tiện. Điều này sẽ giúp không gây gián đoạn giấc ngủ của thai phụ quá nhiều, giúp bạn dễ dàng trở lại với giấc ngủ hơn. Thứ hai là chọn gối kê đầu. Với nguyên nhân gây ra tình trạng bà bầu bị mất ngủ và ảnh hưởng tới thai nhi như thế nào, chính là trứng ợ nóng hay táo bón, thì bà bầu có thể sử dụng một chiếc gối cao để kê đầu. Điều này sẽ giúp và giảm thiểu tình trạng ợ nóng gây mất ngủ và đem đến một giấc ngủ ngon cũng như sâu hơn cho bà bầu. Tuy nhiên, với phương pháp này, bạn nên có sự tư vấn kỹ của các bác sĩ trước khi thực hiện. Thứ ba là thay đổi tư thế ngủ. Trong quá trình mang thai, bà bầu nên ngủ nghiêng người sang bên trái hay bên phải, hoặc đổi nhiều tư thế và tự tìm cho mình một tư thế ngủ thoải mái nhất. Ngoài ra, hiện nay trên thị trường có bán rất nhiều loại gối ngủ dành riêng cho bà bầu, không gây đau lưng, cổ, vai, gáy mà không ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi. Thứ tư là nên massage hoặc ngâm chân trước khi đi ngủ. Để giảm thiểu được tình trạng chuột rút chi dưới gây ảnh hưởng tới giấc ngủ, thì các bà bầu nên thực hiện những động tác massage hay mua các loại máy ngâm chân giúp thư giãn trước khi đi ngủ. Nếu bạn không tự thực hiện được những động tác massage thì có thể nhờ ông xã hay người thân trong gia đình mình trợ giúp. Với cách này sẽ giảm được tối đa tình trạng bà bầu bị mất ngủ do chuột rút. Tuy nhiên, nếu bị tình trạng chuột rút chi dưới quá nghiêm trọng thì bà bầu cũng nên đến gặp các bác sĩ để có được sự tư vấn cũng như kiểm tra chính xác nhất. Thứ năm là không gian ngủ đủ rộng. Trong quá trình mang thai, người phụ nữ cũng thường xuyên thay đổi tư thế và vị trí ngủ. Chính vì thế nên tạo được không gian ngủ đủ rộng để họ thực hiện được những động tác ấy. Nếu không gian ngủ quá chật hẹp, bà bầu sẽ cảm thấy khó chịu, không ngủ được một cách thoải mái. Điều này sẽ làm giấc ngủ không được ngon và sâu. Thứ sáu là ăn các loại món ăn cải thiện giấc ngủ. Trong quá trình mang thai, người mẹ nên bổ sung nhiều loại thực phẩm chứa vitamin B từ những món ăn dinh dưỡng dành riêng cho bà bầu để cải thiện được quá trình trao đổi chất của cả mẹ và con, cung cấp đầy đủ năng lượng và giúp bảo vệ các mô thần kinh một cách tốt hơn, giúp giảm căng thẳng và đem lại giấc ngủ sâu và ngon. Phụ nữ mang thai nên ăn nhiều các loại cá tươi ngon, giàu dinh dưỡng và các loại đậu để giúp bồi bổ cho não bộ cũng như giúp cho mẹ có được một giấc ngủ ngon hơn. Bà bầu cũng không nên ăn uống quá nhiều các loại đồ ăn hay thức uống chứa nhiều caffeine hay chocolate. Những loại thức ăn này sẽ giúp kích thích thần kinh và bà bầu bị mất ngủ hay khó ngủ hơn vào buổi tối. Nếu bà bầu muốn ăn vặt thì tốt hơn nên ăn một chén súp nóng hoặc một lát bánh mì hay uống một ly sữa dành riêng cho bà bầu để bổ sung thêm dưỡng chất cho cơ thể. Ngoài ra, bà bầu cũng không nên ăn no quá hay uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ. Điều này sẽ làm cho dạ dày hoạt động nhiều hơn, tăng tình trạng ợ nóng và táo bón cũng như gây khó ngủ vào ban đêm.
Bên cạnh đó, bà bầu cũng nên ăn từ từ và nhai kỹ để dạ dày tiêu hóa thức ăn một cách không gây áp lực cho hệ tiêu hóa, tim và hệ hô hấp. Thứ bảy là tạo tâm lý thoải mái. Với những phương pháp trên đã giúp cho bạn giải đáp được câu hỏi khi trong nhà có bà bầu bất ngủ thì phải làm sao. Tuy nhiên, điều quan trọng cũng chính là do người phụ nữ, họ phải tự tạo cho mình một tâm lý thoải mái nhất, sẵn sàng chấp nhận và đón chờ những khó khăn trong suốt quá trình mang thai. Bên cạnh đó, phụ nữ mang thai cũng nên suy nghĩ một cách tích cực và vui vẻ để đảm bảo được sự phát triển toàn diện của thai nhi. Hãy thử tham khảo các cách giảm stress cho mẹ bầu và thư giãn, giúp giải tỏa phần nào sự gò bó bấy lâu. Tâm lý và suy nghĩ của người phụ nữ ảnh hưởng rất nhiều đến bé trong quá trình mang thai, nên bất kỳ người phụ nữ nào cũng nên lưu ý tới điều này. Chắc hẳn với những thông tin hữu ích trên đây, bạn đã có thêm kiến thức cho quá trình chuẩn bị hay đang trong quá trình mang thai để chăm sóc bản thân và con yêu của mình một cách tốt nhất. Ngoài những phụ nữ đang mang thai, thì chồng hay những người thân trong gia đình cũng nên tìm hiểu những thông tin này để có được cách chăm sóc tốt nhất dành riêng cho mẹ và bé.